60 giây bắt đầu, mời bạn. Giải đề này là danh từ gồm có hai chữ cái. Từ đầu tiên để chỉ nói về một cái khúc giữa của một cơ thể hay là của một cái bộ phận dài. Ok. Còn từ thứ hai là nói về một cái môi trường mà toàn nước và là nước mặn. Xin mời. Thân biển ạ. Tiếp. Từ đầu tiên thì là nói về khúc vòng giữa của phụ nữ thì vòng thứ hai thế cho nó tiện. Vòng thứ hai của phụ nữ. Ừ, và cái thứ hai thì là và từ thứ hai là môi từ trường. Thứ hai là chính đảo ở cái chỗ đấy. Đảo ở chỗ đấy. Mông phụ à? Khổ, vòng hai cơ không phải là mông cô ơi. Cái từ thứ hai như nào? Tức là vòng thứ hai của người phụ nữ và đảo ở trên cái môi trường đấy. Là từ thứ hai. Từ thứ hai. Bụng biển à? Chị đang chưa nghĩ ra vòng hai. Tiếp đi. Trời ơi, vòng hai cô thường hay đo mà giảm mỡ cấp tốc với eo biển. Eo biển nhưng mà phải chưa nhấn chuông. Eo biển à? Đúng rồi. Vòng hai mà là cái vòng hai cô thường đo là vòng gì? Trời ơi, thôi được. À, mỗi người được cộng mà thêm 2 điểm. Một điểm thôi. Một điểm thôi.